Theo tìm hiểu thực tế của bấtđộngsản.com.vn, gần đây giao dịch thứ cấp tại nhiều dự án trung cấp có tầm giá từ 2 đến 3 tỷ đang gặp khó khăn. Dân đầu tư đang mắc kẹt khá nhiều nguồn hàng dù sắp đến thời điểm thanh toán cho chủ đầu tư. Với dòng sản phẩm này, giá chỉ cần tăng từ 300 đến 500 triệu một căn là sẽ rơi vào lỡ dở, vượt tầm thanh toán của khá nhiều khách hàng. Thêm vào đó, nguồn cung dòng sản phẩm tầm giá này đang khá nhiều trên thị trường. Đầu tư cho thuê cũng khó khăn nên hiện tại rất nhiều nhà đầu tư không còn hứng thú với dòng sản phẩm này. Theo báo cáo mới công bố của DKRA Việt Nam về thị trường căn hộ nghỉ dưỡng Condotel các tháng 4, 5, 6 năm 2018 từ Đà Nẵng đến Phú Quốc, 2.100 căn hộ được tung ra thị trường nhưng chỉ có 850 căn hộ được tiêu thụ. Tỷ lệ hấp thụ theo khu vực ở mức đáng quan ngại. Có thanh khoản ở mức khả quan nhất ở khu vực Phú Quốc, Bà Rịa, Vũng Tàu. Có mức hấp thụ cũng chỉ ở ngưỡng 39-40%, tương đương với mức tồn kho lần lượt là 61-60%. Tỷ lệ hấp thụ Condotel tại những thành phố du lịch biển khác còn ảm đạm hơn. Cụ thể, Khánh Hòa là 26%, tồn kho 74%, Bình Định 22%, tồn kho 78%, Đà Nẵng 9%, tồn kho 91%. Theo quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh mới, thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ vai trò trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, là đô thị hạt nhân của vùng, có vai trò hỗ trợ liên kết với các đô thị khác trong vùng để cùng phát triển. Trên tinh thần đó, dự kiến tỷ lệ đô thị hóa sẽ đạt 80-90% vào năm 2030. Nếu thực hiện thành công, điều này không chỉ giúp giảm tải cho thành phố trung tâm mà còn giúp thay đổi bộ mặt kinh tế toàn vùng. Thời gian gần đây, nhiều khách hàng liên tục phản ánh với báo chí về việc nhân viên môi giới của các công ty địa ốc chào bán dự án đất nền không có thực, thường nằm ở vị trí đẹp, gần đường lớn, gần chợ và đặc biệt là có giá bán rất thấp. Họ dụ khách hàng tới khu đất dự án, rồi cho người vào diễn cảnh mua bán, ký hợp đồng và thanh toán tiền ngay trước mặt khách hàng đi xem đất để họ tin đây là đất dự án. Thậm chí, họ còn làm giả giấy tờ pháp lý của khu đất và giấy tờ chấp thuận cấp phép dự án. Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc cho biết, tính đến giữa tháng 6 năm 2018, Phú Quốc đã thu hút 279 dự án đầu tư với diện tích 10.754 ha. Theo đó, có 249 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư với tổng diện tích hơn 9.000 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký gần 270.500 tỷ đồng. Còn lại 30 dự án đang hoàn thiện thủ tục đăng ký đầu tư. Sau thời gian nóng sốt, nhà đất Củ Chi đang bước vào giai đoạn thoái trào, giao dịch ảm đạm, giá đất giảm sâu do dân đầu cơ lướt sóng ồ ạt bán tháo. Thời điểm đầu năm khi đất sốt, đất Củ Chi bị bơm giá lên cao. Khách mua lúc đó lại chủ yếu là dân đầu tư lướt sóng. Hiện giờ đất hết sốt, họ tìm cách bán ra nhanh nên giao dịch rơi vào một chiều, bán nhiều mua ít. Đặc biệt, đất được các nhà đầu tư mua để đón đầu các dự án khủng hiện quay đầu giảm nhiều nhất. Bắt đầu từ tháng 7 này, bấtđộngsản.com.vn sẽ triển khai các gian hàng trải nghiệm với tên gọi Cùng Bạn Tìm Nhà nhằm giới thiệu những ứng dụng và tính năng tiên tiến nhất của kênh như công nghệ 3D scanning bằng kính VR, iPad, màn hình cảm ứng và cơ hội tìm hiểu những ứng dụng tìm kiếm bất động sản hiệu quả như vẽ để tìm kiếm, chọn nhà theo phong thủy. Hoạt động đầu tiên sẽ diễn ra liên tiếp trong 2 ngày mùng 7 tháng 7 và mùng 8 tháng 7 năm 2018 tại Aeon Mall Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.